việt nam lên tiếng về hoạt động của tàu chiến mỹ ở biển đông việt nam mong muốn các nước tiếp tục đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình ổn định trên cơ sở luật pháp quốc tế tại khu vực biển đông Ngày 25 tháng 2, tại cuộc họp báo thường kỳ trực tuyến của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết, phản ứng của Việt Nam trước việc tàu chiến Mỹ trong tháng 2 năm 2021 đã di chuyển gần quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, đánh dấu lần đầu tiên hải quân Mỹ thực hiện hoạt động này dưới thời tổng thống Joe Biden, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nêu rõ, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và là thành viên của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS năm 1982. Việt Nam tuân thủ các quy định của UNCLOS, kể cả các quy định liên quan đến hoạt động hàng hải, hàng không trên vùng biển được xác lập phù hợp với UNCLOS năm 1982. Việt Nam mong muốn các nước tiếp tục đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình ổn định trên cơ sở luật pháp quốc tế tại khu vực Biển Đông, trong hoạt động tự do hàng hải Phonop mới nhất được tiến hành ngày 17 tháng 2 ở Biển Đông, Bộ Quốc phòng Mỹ triển khai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường đi vào bên trong khu vực 12 hải lý của quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông. Trước đó, tàu hải quân USS John S. McCain của Mỹ đã thực hiện hoạt động tự do hàng hải ở khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng bất hợp pháp. Hồi đầu tháng này, Hải quân Mỹ đã điều hai nhóm tác chiến tàu sân bay Nimitz and Theodore Roosevelt tham gia tập trận ở Biển Đông. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ.